Một chuyến picnic mang không khí Đà Lạt ngay tại giữa lòng Hải Phòng ư? Nghe vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục đấy. Chuyện là tối hôm trước dự báo thời tiết nói trời hôm nay siêu đẹp nên là biết alo ngay cho cô em họ đi đổi thiên văn chơi không? Chưa đầy 5 giây nó ok luôn. Thế là sáng hôm sau hai đứa lề mề chán chê mê mỏi rồi mới xuất phát lúc 10 giờ. Mùa này trời nó mát mẻ nên là mình nghĩ đi buổi trưa cũng là hợp lý bởi vì trên đồi sẽ ít người hơn, chụp ảnh check in cũng dễ và đẹp hơn nữa. Hoặc là mọi người có thể đi tầm chiều muộn có hoàng hôn buông xuống cũng mê lắm đấy nha. Từ nhà mình đi xe máy sang Kiến An rồi lên đồi sẽ mất tầm khoảng nửa tiếng tới 40 phút, nhưng mà khi lên tới nơi rồi thì mọi người yên tâm tin mình đi, nó sẽ cực kỳ bỏ công sức luôn ấy. Con đường nhỏ heo hút trải dài, hai bên là núi rừng, thỉnh thoảng lại có phiến lá rơi, nghe tiếng chim hót rồi câu chuyện câu trò với mấy đứa bạn, tự dưng mình lại cảm nhận được sâu sắc cái câu tuổi trẻ thật đáng giá biết bao. Không hiểu sao hôm nay lại đi thế nữa, nhưng mà nói chung là cũng có một số lưu ý khi lên đây, đấy là mọi người nên đi đông một chút để ý xe cộ và tài sản cá nhân của mình nhá. Khâu chụp ảnh sống ảo check-in đã xong thì tụi mình đổi địa điểm ra mấy chỗ bàn đá để trải thảm ăn trưa. Ba lô của Pete thì khói nói chẳng khác gì túi thần kỳ của Doraemon cả, nào là có giấy này, mũ nón, bát đĩa, tấm hắt sáng và tất nhiên là đồ ăn thì cứ phải gọi là bao la trên mình mồng. Đó đó, thấy sự thần kỳ của tấm hắt sáng chưa? Bác nào mà mê chụp ảnh thì nên mua nhá. Về đồ ăn của ngày hôm nay thì tôi đã order bên bếp nhà Nu, bên này thì trên tận Hà Nội, lần nào lên Hà Nội chơi Pit cũng phải order về ăn đêm hết. Nó ngon lắm ấy, mình thèm dã man nên là bữa nay quyết định chơi lớn bảo người ta gửi xe khách thăng về Hải Phòng ship hết 50 cành. Kể ra cũng nhanh, sáng người ta vừa gửi là tối mình nhận được luôn. Để ở nhà một ít, còn ở đây là có chân gà rút xương dầm xoài với gân bò chua ngọt, hai cái hộp này để mình nhớ xem nào, hình như là 90.000 một hộp. Ngoài ra thì còn có một túi bò sốt bơ mình đã đổ ra bát và một hộp da cá trứng muối như này nữa. Rồi xa xa đằng kia thì là đống đồ ăn vặt của mỏ khoét, mỗi đứa mang vài thứ thôi mà gộp lại nhiều phết đấy chứ đùa. Giờ thì chén thôi, sáng giờ chưa kịp ăn gì đói lắm rồi. Đầu tiên không thể không nhắc đến em chân gà rút xương này, kiểu không tuần trăng nào là không có nước mắt mà không lần order nào là không có em nó luôn. Chân gà được làm sạch sẽ khi ăn thấy giòn và cực kỳ ngấm gia vị, vị của nó sẽ kiểu chua chua, ngọt ngọt và hơi se se cay nhá, ăn chung với xoài giòn là nhức cái nách dã man luôn ạ. Còn gân bò thì Pete mới ăn lần đầu thôi nhưng mà đã chính thức trở thành fan cứng, bởi vì gân không hề bị mùi, ăn có miếng mềm nhưng mà đa số sẽ kiểu giòn sần sật ấy, mà bây giờ có thêm cốc mì nữa thì cứ phải gọi là hết sảy con bà bảy. Xong qua cái bé bò sốt bơ này, chưa ăn nghe tên thôi thì lại tưởng là mặn mặn ngọt ngọt, nhìn rồi ăn rồi mới thấy nó cay gì đâu. Thôi thôi để cho đỡ cay thì mở ngay hộp da cá trứng muối vã liên hồi vào mồm. Da cá giòn tan, áo đều trứng muối thơm béo đậm đà, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa, cứ chiêu chiêu mà ngồi ăn như này thì có khi hết bao giờ không biết đấy chứ lại. Cơ mà cũng may là kiềm chế lại được, phân phát cho mỗi đứa một miếng. Nào na há miệng ra nào, ngon không ngon không? Ấy, sau khi ăn xong thì tụi mình ở lại dọn rác, cả rác của mấy bạn đi trước bỏ lại nữa. À quên mất chưa nói với mọi người, giá để thuê bàn đá ngồi ở đây là 5.000 một bàn nha, không giới hạn về thời gian ngồi bao lâu cũng được. Khúc này thì là đang ngựa ngựa quay video múa quạt giống anh khá bảnh cute này, muốn xem thì mọi người bảo để bữa sau tôi up nhá. Giờ thì máy ai cũng hết pin cả rồi nên là hẹn gặp lại đồi thiên văn ở một buổi chiều hoàng hôn khác nha. Mọi người ơi, tất cả đồ hay ho Pit mua đều để dưới comment nè. Còn nữa đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa nha.